完美了。哎，tại sàn A mời các vận viên đơn vị Bình Dương và Bình Nghệ thi đấu nội dung của VT là đội nam từ sân 18 là bàn không khí sàn A. Huấn luyện viên hay ngồi chuyên ngầu la mà mày la mày. Cái mày trúng mà đúng quá, trúng đầu là chết. Thank you.
Nhanh lên anh ơi. 7 giây anh Hải ơi. 7 giây Hải ơi. 7 giây. 3 ca. Tính chưa? Sao nó quánh rồi cháy tay á. Thank you.
Bình tĩnh đó, bình tĩnh. Sâu vô. Sâu vô. Thiếu nào, thiếu. Thiếu rồi. Sâu vô anh ơi. Sâu vô, thành đó. Cái gì? Tên không nhận. Tên không nhận. Danh bình danh nó đó. Sùng chứ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Là chống sùng là lo. Thắng điểm là la hiểu không? Bình tĩnh. Đó, đâu cần mấy thắng, đánh hết mình là ok. La chị không cần ghét. Mới ghét thì tự nhiên. Chị đánh mà la. Mình cổ vũ cho tao thắng chứ. Trong lòng mày dữ quên. Mày dữ quên. Láo không đủ má đi tới.
cảm xúc quá. Những cái lâm bài của bạn D sẽ diễn ra trận đầu như là hai đội Bình Dương AK, Bình Phước AO. Đề nghị hai đội Bình Dương và Bình Phước đăng ký người đội lâm bài D. Một lần nữa, chúng ta xin nhắc lại trận thi đấu giữa hai đội Bình Dương và Bình Phước AO sẽ diễn ra trận đầu tiên. Hay chứ hên vậy.